Gò Vấp là một quận nằm ở phía bắc thành phố Hồ Chí Minh, có diện tích khoảng 20 km² và dân số hơn 600.000 người. Gò Vấp là quận đông dân nhất thành phố và có nhiều khu công nghiệp, trường học, bệnh viện và chợ. Nhưng bạn có biết nguồn gốc tên gọi Gò Vấp là gì không? Hãy cùng tìm hiểu trong video này nguồn gốc tên gọi Gò Vấp. Theo một số tài liệu lịch sử, tên gọi Gò Vấp xuất hiện từ thời Pháp thuộc khi người Pháp xây dựng đường sắt từ Sài Gòn đi Mỹ Tho. Đoạn đường sắt này đi qua một ngọn đồi cao khoảng 19 mét, có hình dạng như một cái vấp, một loại giày dép bằng tre của người Việt Nam. Người Pháp gọi ngọn đồi này là đồi Vấp, sau đó được phiên âm thành Gò Vấp theo tiếng Việt. Truyền thuyết xưa còn kể rằng nguồn gốc của tên gọi Gò Vấp cũng là do ở nơi gò cao này sinh sôi một rừng cây vấp, loài cây cứng chắc như sắt thép bao phủ. Đất gò có một rừng vấp, người xưa ghép nối lại gọi thành Gò Vấp, lâu dần do đọc trại ra biến âm thành Gò Vấp ngày nay. Hiện tại thành phố Hồ Chí Minh còn hai cây vấp trong thảo cầm viên. Một giả thuyết khác cho rằng tên gọi Gò Vấp có liên quan đến một trận chiến lịch sử giữa quân Tây Sơn và quân Nguyễn vào năm 1789. Trong trận chiến này, quân Tây Sơn đã dùng những cây tre nhọn để vấp ngã quân Nguyễn trên một ngọn đồi. Người dân địa phương sau đó gọi ngọn đồi này là Gò Vấp để nhớ đến chiến thắng của quân Tây Sơn. Một giả thuyết khác nữa cho rằng tên gọi Gò Vấp bắt nguồn từ một câu chuyện dân gian về một cặp vợ chồng già sống ở đây. Họ không có con và rất yêu nhau. Một hôm, chồng già đi ra chợ mua cá về nấu canh cho vợ. Trên đường về, ông bị một con hổ tấn công và bị thương nặng. Vợ già lo lắng khi không thấy chồng về, liền ra tìm kiếm. Khi thấy chồng nằm gục trên đường, bà vội vàng chạy lại ôm chồng và khóc lóc. Con hổ thấy vậy cũng cảm thấy xót xa cho cả vợ chồng già và bỏ đi. Người dân địa phương sau đó gọi nơi đây là Gò Vấp để nhớ đến tình yêu chung thủy của cặp vợ chồng già. Như vậy, tên gọi Gò Vấp có nhiều giả thuyết khác nhau về nguồn gốc, nhưng đều mang ý nghĩa đẹp và thú vị. Gò Vấp là một quận có lịch sử và văn hóa đa dạng, là nơi đáng sống và học hỏi của người dân thành phố Hồ Chí Minh.